là bỏ nhiễu nào. Không hiểu là in Mình lại không nghe rõ gì rồi. Hôm nay chụp trai bạn. alo. Diệu nói lại xem nghe rõ. Em hiểu là in the rose. Rồi không nghe rõ. Hương ơi thử bật mic nói xem mình nghe được không. Hình như hôm nay mạng kém Alo hay ạ, à, sao thầy ấy, nghe được hay không có ạ? mấy vấn đề gì đây. Thầy nghe được không ạ? Hương nói xem nào. Thầy nghe được không ạ? Alo ạ? Mình cũng không nghe thấy được Hương luôn, thế là sao nhỉ. Hương nói lại được không. Alo ạ? Thầy nghe được chưa ạ? À rồi lại được rồi đấy. Nào, cảm ơn Vâng. Hương. Diệu giúp mình nào. Nghe được Alo. rồi. Rồi, ok, mời Diệu nào. Câu Dạ. 2. Nhiễu là in the rose. Ok, đúng rồi. During the second in of Chính the xác. Ok. Và vấp của câu là gì nhỉ? against. Vấp của câu là gì nhỉ? Không, against nó là một giới từ em, giới từ. Verb nó chính là từ arose. Nó quá khứ của cái từ arise. Arise là lên. Đó. Vậy nếu thế thì đây là verb rồi thì cấu trúc của câu là gì nhỉ? S với O đúng không? Vậy này, có nghĩa từ đầu cho đến đây này thì nó là S O này. Cấu trúc thứ mấy nhỉ Diệu nhỉ? Thứ 4, ok thứ 4 đúng không? Thiếu gì nhỉ? Vấn đề chẳng từ. Đúng rồi. Mày để chặn từ. Gì nữa? Vấn đề chứng từ. Đúng rồi, mày để tính từ. Gì nữa? Từ. Ok, tính từ và chặn từ. Ok. Rồi. Bây giờ set ABCD. Chú cho mình nhé, against nó là một giới từ nhá, against chống lại cái gì đó đấy. Vậy bây giờ theo Diệu sẽ chọn áo nào, tìm những cái này là gì nhỉ, Có xe ạ. tại sao chọn C, Bởi vì nó có vốc. nhưng mà bước chính của nó chính là arise rồi mà, hay arose rồi mà. Vấn đề chẳng từ thì phải FFO. Thì sắp đâu À. gì nhỉ, sắp đâu sắp đâu sắp đâu, có sắp chưa, không có sắp đúng không, làm sao có sắp đâu, chưa có sắp mà làm sao để chuyển thành mệnh đề trạng từ được, nên không có mệnh đề trạng từ đâu cả. Dạ vậy câu B Phần B là trường hợp nào đấy. là chẳng từ. Đúng rồi, trạng từ nó cấu thành bởi giới từ với gì nhỉ, danh từ đúng không. Rồi ok đúng rồi đấy. Rồi cảm ơn Diệu. Ok, câu này thì các bạn xác định sai động từ là sai cả câu đấy, ba động thế xác định sai động từ là sai, thì động từ nó chính là từ arose, nhớ rồi. Rồi câu tiếp là câu 14 của bạn Lâm hỏi này. Mời thư nào. Câu câu 14 là verb là is, S verb O. Chính xác. S với O. Rồi sắp rồi. Rồi đây là sắp, đây là mệnh đề gì đây, theo em mệnh đề gì. Mình đi chuyển từ. Ok đúng rồi, nếu thế thì đằng sau chỉ thiếu gì nhỉ. S FO. Rồi. Vậy em nhìn thấy là có thể chọn phương nào, một loại phương nào.
Đáp án đúng là đáp án C. Chính xác. Cái câu này chính là, đây là chính là S đúng không? Và đây chính là verb đúng không? Thế tại sao các phần khác không chọn được nhỉ? Ví dụ phần A là sao? Phương án A là bị câu đảo. Nếu mà đảo trộm từ đảo lên này thì nó là câu hỏi mất rồi. Ok, nếu nếu thì không được. Còn phần B, Phương án B là verb đặt trước S. Có verb đặt trước S đúng rồi. Nếu mà nó có giới từ chỗ này thì lại được không hả Thư nhỉ? Có giới từ chỗ này này. được Nó lại là gì? Mệnh đề. grab Đúng rồi, mệnh đề trạng từ rút gọn. À, mệnh đề trạng từ rút gọn nó chính là sắp cộng với verb ed cộng giới từ o. Ok. Nên nghiệm vào chỗ này không được. Phần D thì đang thiếu cái gì nhỉ? all. Thiếu verb không chọn được, đúng không? Không có cái dạng sắp cộng danh từ nhá. Sắp cộng danh từ là sai. Ok, thế chúng ta chỉ có phương án C thôi. Từ condense này nó trường verb này. Đấy là liên quan đến câu. Còn tổng quan cấu trúc câu nó sẽ như nào Thư nhỉ? Thư có viết thì giúp mình không? Từ đầu này cho đến đây là verb này. S-O này. Rồi sau đó thì còn từ released nó là gì đây? Cấp đi. Nhưng mà đấy là kiến thức gì? Cấu trúc gì? Cấp đi prep all mệnh đề Đúng tính rồi, từ chính rút xác. gọn. Mệnh đề tính từ giản lược là verb ed cộng giới o. Trong chỗ này nó không có giới từ o thôi. Rồi sau đó là một mệnh đề trạng từ là gì nhỉ? Sắp Sắp fo đúng prep all. rồi đấy. Câu này tổng quan cấu trúc như này. Ok, đây là liên quan đề 32. Chúng ta chuyển tiếp sang đề 33 xem nào. Hôm nay cố gắng làm sao chữa trọn vẹn được tệp 15 câu đầu nào. Thư có câu 7 này. Các bạn còn 2 phút nữa các bạn. Vẫn còn 2 phút nữa chuẩn bị này. Được một câu rồi.
Còn 1 phút nữa các bạn. Để và bà. Ok, hết giờ chuẩn bị rồi. Các bạn nhìn câu 7 này. Mình mời bạn Ánh. Anh hỗ trợ mình với. Loại bỏ nhiễu đi Ánh nào. Up water under earth surface. Đúng rồi, chính xác. Còn gì nữa không? Tin này. Đúng Ok. Cho mình hỏi mấy dấu phận. Chúng ta phải để sẽ phân tích như nào first là nhỉ? Rồi, vậy cấu trúc này là gạch rồi sau đó là gì nhỉ? SO đúng không? À, có là cấu trúc mấy và thiếu gì? Nhỉ? dạ cấu trúc thứ ba Cấu trúc 3 thiếu gì nhỉ? chúng đã đứng đầu dẫn đường Gì đó. mệnh đề chuyển từ Để trạng từ. Và đề chuyển từ bạn từ tiếp. Bây giờ có ba cái này rồi thì em thử xem có đáp án nào cái phù hợp với bạn. Ví dụ đây nhá, em chỉ cần dựa vào đây đúng cái ý này đây. Mạo từ thì đằng trước mạo từ phải là gì nhỉ? Anh nhỉ? là giới từ hay Đúng rồi, từ bà gì? Động từ, chính xác. Em nhìn tất cả những từ này, thì em sẽ loại được nó nào? Nó chỉ có giới từ hoặc động từ thôi. Thì em loại được nó nào? Ocean là gì? Danh từ. Form là gì nhỉ? Verb, đúng rồi, ocean là danh từ. Form là verb. Theo em sẽ loại được phương nào nhỉ? dạ E Đúng rồi, A và C đấy chỉ cần loại được hai phương án rồi. Thế còn hai phương án còn lại thôi. D chắc là không dùng đáp được chọn câu B. À, chết nhầm, loại bỏ này. Đúng rồi. Mình đang cần là mệnh đề trạng từ, mệnh đề trạng từ sắp là rát được không? Là sắp của mệnh đề tính từ Và mình để danh từ nên không chọn được. Nếu thế thì chọn phương gì nhỉ? Phần B. Đúng rồi, từ sin này thì nếu mà sắp của mình để trạng từ thì nó bằng nghĩa với cái từ because, bằng định nghĩa với từ because, nó là bởi vì. Rồi, ok, cảm ơn anh. Thì cái câu này cấu trúc tổng quan của cả câu là gì hả anh nhỉ? Đọc cho mình xem nào. Sắp này. S với O, rồi sau đó gì nhỉ? Phẩy. S đúng không? Rồi, ok, cảm ơn anh. Đúng rồi, câu 7 là như vậy. Chúng ta chuyển tiếp đi các bạn. Chuyển tiếp nào. Sang đề 34 này. Cố gắng lên các bạn. Thời gian học TOEFL tập trung hoàn toàn tâm vào TOEFL nào. Làm đề 34 nào.
Còn 2 phút nữa các bạn. Ok, Diệu có câu 9 này. À, còn 1 phút nữa các bạn. À, Thư có câu 10 này. Đấy, có 2 câu đấy. Ok, đã hết giờ. Mời Hương. Hương làm câu 9.